Rồi, tên là Quý Bên Sai, xin chào cô chú anh chị mình nha. Nay em lên tiếp lên cho cô chú anh chị mình một tác phẩm mà bonsai mà đới cao nha. Và là chỉ có 4 cây thôi nha quý cô chú anh chị mình ơi. Em đo vào đo luôn nha. Quỳnh cổ cái này là 21.5 nha. 21.5 nha cô chú anh chị. Đây, cái tay không bóp nha. Tổng chiều cao của cái đế này là 55 nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao đế là 55 nha. Cao đế mà từ vị trí này nè xuống cái mặt phân là 55 nha cô chú anh chị. Đây, quý cô chú anh chị mình có thể so sánh với cái vào vô cái chai giúp cho con nha. Quay một vòng cho cô chú anh chị xem cái bộ đế này nha. Bộ đế của cây này nha. Rồi con sẽ quay lên trên dần tàn cho anh nha. Hàng này hàng bonsai. Hàng này là hàng bonsai nha quý cô chú anh chị. Đó. Quý cô chú anh chị có thể so sánh với cái chai này giúp con đó. Hàng rất là bonsai, rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Đây, quay lên dàn tàn cho quý cô chú anh chị xem nha. Dàn tàn đã vô dây thành phẩm rồi, rất là ok nha. Vô dây rồi nha. Đó. Vô dây rất là đẹp. Cây này là cây cẩm hạch tím siêu bông nha quý cô chú anh chị. Cẩm hạch tím siêu bông nha. Đó. Con quên đo cái chiều cao luôn. Tổng chiều cao của nó là 80 nha cô chú anh chị. Tổng hết chiều cao là 1m30 nha. Tổng hết chiều cao giống như con đứng vậy nè là 1m30 nha. Rồi. Cái tán này, tán ngang này là 60 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của dàn tàn là 60 nha. Cây này con giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 4.600.000 nha. 4.600.000 nha. Cái đó là bao gồm phí ship rồi nha. Bên con bán là bao ship hết nha quý cô chú anh chị. Nếu quý anh chị ở xa quá thì quý cô chú anh chị thông tình cho thêm ít tiền ship nha. Còn gần gần thì dặm khi con giảm giá thêm nữa nha. Gần thì mình giao nó dễ thôi, tại vì ship cái chậu này rất là cao nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp lên cho cô chú anh chị mình cây mã số 2 nha. Mã số 2 quỳnh cổ, cái này là chỗ này là bự nhất nha cô chú anh chị, là 37 nha, cho bự nhất nè. Còn cái chỗ nhỏ nhất trên đây nè, nhỏ nhất trên đây là 28 nha cô chú anh chị, 28 nha. Còn nhỏ nhất trên đây là 28. Tổng chiều cao đế của nó là 65 nha quý cô chú anh chị. Tổng chiều cao đế là 65. Hoành đế cho bự nhất nha cô chú anh chị. Nói chung là cái này nó đều lên, giống hay nó bự ấy, nó đều lên. Tổng chiều cao đế cho tổng hoành đế chỗ này là 55 nha. 55 nha cô chú anh chị. Chỗ hoành này là 55 nha. Nhưng mà nó đều lên nha quý cô chú anh chị. Tổng hết chiều cao của nó là 1 mét nha quý cô chú anh chị. Cái ngang nó cũng là 60 nha. Đó quý cô chú anh chị mình có thể so sánh với cái chai này giúp con nha. Bộ đế nó rất là cao nha quý cô chú anh chị. Cây này là con ghép tím bớm nha. Tím bớm nha. Màu tím bớm nha quý cô chú anh chị. Màu tím bớm. Bộ đế cao. Màu tím bớm. Bộ đế thì thôi luôn. Rất là cao, rất là đẹp luôn nha. Khi hình con đứng như vậy nè, quý cô chú anh chị coi so sánh cũng được nha. Cái này em vô luôn quý cô chú anh chị mình là 5 triệu nha. 5 triệu. Cái này bưng nặng lắm nha quý cô chú anh chị, bưng một mình bưng lên xuống nhà luôn nha. Rồi tiếp tục lên mã số 3 nha quý cô chú anh chị. Mã số 3 nha. Bưng lên xuống mệt quá. Quỳnh cổ này 22 nha quý cô chú anh chị.
hoành cổ 22 22 hoành. Tổng chiều cao đế của nó là 65 nha. Tổng chiều cao đế từ mặt phân cho lên là 65 nha quý cô chú anh chị. Từ phân cho lên là 65. Tổng hết chiều cao là 92 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang 55. Cái này đế nó rất là đẹp nha cô chú anh chị, rất đẹp, rất là đẹp duyên luôn. Đấy rất là đều luôn nha quý cô chú anh chị. Cái chậu này là chậu 4 nha. Chậu bình yên là 4 tấc, chiều cao của nó là 5 tấc nha. Chậu 4 tấc chiều cao 5 tấc nha quý cô chú anh chị. Chậu 4 tấc chiều cao là 5 tấc. Ngang 4. Cao 5. Quý cô chú anh chị có thể so sánh với cái chai này giúp con nha. Cây này là ghép cẩm thạch tím siêu bông nha. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 5 triệu nha. 5 triệu bao phí cước trang triển luôn nha. Đây rất là quái. Đây dàn xương này quý cô chú anh chị. Dàn xương rất là đẹp nha. À, đã vô dây rồi nha quý cô chú anh chị. Vô dây hành thẩm rồi nha. Trời ra bông dưới 50 nhiều nhiều ra là rất là ok nha quý cô chú anh chị. Một tác phẩm rất là đẹp nha. Quá trời mệt của chú anh chị ha. Mình cây lên xuống mệt thiệt. Quá trời mệt. Cổ cái này là 34 nha nha cô chú anh chị. Cổ ở vị trí này là 34 nha. Tổng chiều cao đế của nó là 50. Cái này đâu mình cũ được nè. Mình cũ nó bự nè. Tổng cái bành cũ là 72 nha. Hết chiều cao là 92. 92 với tổng chậu 450 nữa là 1m42 nha. 1m42, tháng ngang chắc cũng 560 quá. 50, tháng ngang 50. Cái này vô dây đẹp. Dàn xương đẹp luôn. Đây là rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Dàn xương thì quý cô chú anh chị, dàn xương đẹp lắm nha, hàng đã vô dây rồi nha quý cô chú anh chị, vô dây thành phẩm rồi nha. Này là cẩm thạch tím siêu bông nha, cây này là bự nhất trong bạn giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 5 triệu rưỡi nha quý cô chú anh chị. 5 triệu rưỡi bao phí cước vận chuyển luôn nha. 5 triệu 500k bao phí cước vận chuyển luôn. Bộ đế rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị, đế giữ lắm bộ đế luôn. Rồi tới cây quái nha quý cô chú anh chị, cây siêu quái nha. Mình cổ là 24 nha. Tổng chiều cao là 45. Tổng hết chiều cao là 58. Cái này siêu quái nha. Này quái. Đây. Cái này ghép tím bớm nha quý cô chú anh chị. Tím bớm nha. Mệt bưng mấy chậu lên xuống mệt quá quý cô chú anh chị à. Đó. Tím bớm. Hàng quái. Bộ đế cao. Nha. Bộ đế rất là cao nha quý cô chú anh chị. Quái nữa. Cái này giao lưu quý cô chú anh chị mình làm 1.500k bao cước nha. Mã số 6 nha. Rồi. Còn một ít phơi Mỹ VIP nè.
giao lưu với cô chú anh chị luôn. Biết nha, thôi nha. Mình cỏ là 16.5. Tổng chiều cao là 62 nha quý cô chú anh chị. Đó, quái lắm nha quý cô chú anh chị. Cái này em vô đu quý cô chú anh chị mình là 1.400.000 nha. Hải thứ 7 nha. Ủa, hải thứ 5 rồi, thứ 6 nha. 1.400.000. Những con bao dưới rất dễ luôn nha quý cô chú anh chị. Đế rất là cao nha. Cao ơi là cao nha. Quái thú. Con thú nha. Này con thú nha quý cô chú anh chị. Con thú. Quanh cổ 20. Chiều cao là 93 nha quý 93-94 nha cô chú anh chị. Đấy, dữ lắm cái cũ luôn, đẹp lắm luôn quý cô chú anh chị ơi. Quái nè, quái ơi là quái luôn. Cái này giao lưu quý cô chú anh chị mình là 1.300.000 nha. À, mã số 5, số 6, số 7 nha. Số 7 nha quý cô chú anh chị. Quái luôn. Rồi, còn hai cái này, còn hai cái này nè quý cô chú anh chị, này có ai thích lùng lực thì cứ nhắn cho con nha. Một, kết bạn qua Zalo số điện thoại có để ghi trên màn hình đó, ghi trên ấy đó, quý cô chú anh chị có thể kết bạn Zalo. Cái con sẽ quay video là kích thước cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Rồi tổng chào tất cả cô chú anh chị mình nha.